thì mình sẽ dùng cái cây bichu. Đây Ừ, ha, mình dùng cái này để cắt cái da tay người khách cho nó sạch. Còn giống như ngón này nè, ngón này là không có da mọc trên móng nè, chị thấy không? Còn ngón này là da mọc trên móng nè. Hai cái different, đúng không? Thì khi mà mình làm trên này thì mình sẽ nhìn xem nếu mà trong trường hợp tay khách mọc da mọc trên móng thì mình sẽ dùng cái cây bichu trước. Hợp lý không? Đó, chứ không thể nào dũa xong mình thay đi thay về, tại vì cây này cũng giúp cho mình là sủi cuticle cho nó sạch. Khi mà mình dùng cái cây bichu nè. Hello cả nhà, morning cả nhà nha. Rồi, chị nhìn nè, cái da tay người khách ở trên này. Mình không có đẩy lên, mình cắt nó luôn. Nè, chị thấy nè, tới đâu cắt tới đó nè, thấy không? Em cắt rất là nhẹ. Mình nghiêng 25 độ, thấy không? Đó, mình nghiêng 25 độ giống vậy nè. Đó, xong hai bên. Đó, nó tròn rồi đó. Nè, mình cắt nó lên rồi. Rồi bên này cũng vậy. Đó, mình nghiêng 25 độ ha. Dùng đầu dũa nè, thấy không? Chạy nè. Mình đi cây dũa của mình đi cho nó nhẹ thôi. Đi cho nó nhẹ thôi để tạo lấy cái cuticle cho nó tròn khi mà mình làm cho mình dán cái móng lên nó đẹp. Không? Nè, khi mà mình làm xong nè, lát chị hỏi có cắt da không? Tất nhiên là mình sẽ cắt sơ. Tại vì khi mà mình sủi những cái da chết lên là nó mọc trên này nè. Và bên này mình hơi đứng cỏ nè, nghiêng cỏ nè, xoay qua bên này, có phải là mình đã dũa sạch góc bên này không? Và bên này mình cũng vậy. Tại sao mình nên sử dụng những cái đầu dũa không nóng tay như vậy để mà mình có thể làm sạch luôn? Đôi lúc mình nói làm sạch nhưng mà mình chạy hai bên góc không sạch đó, mình đắp hay là dip hay là treo hay là bất cứ gì nó cũng líp hết á, không? Đó, mình bằng cách này là mình sẽ là không có bị nó sạch sẽ luôn bên này luôn. Rồi mình lắc qua bên đây này. Đó ha. Rồi vậy hiểu không? Chỗ nào không hiểu chị hỏi em nha. Khi mà mình làm bất cứ gì cũng vậy, cái khâu mà xử lý cho cái móng thiệt cuticle da tay người khách quan trọng lắm, đúng không? Nó rất là quan trọng. Đó, không? Nè, sủi cho nó sạch hết nè. Mình chứ không cần phải đổ nó trên setting vô mình cắt gì hết. Thì nếu mà da tay khách nhiều quá, nếu mà mình làm manicure thì mình mới cần. Còn cái này là mình sủi sạch, không cần ha. Nếu mà tay khách mà chỉ muốn làm manicure thì mình mới để. Còn cái này lát nữa là mình sẽ lấy cây kìm mình tỉa sơ. Tại vì nè, mình cắt nó mình ăn nó 10 đồng đó. Đúng, thì nên đó mình hỏi khách thôi, muốn làm manicure không? Nếu mà chị làm manicure thì chị thích thực hiện thao tác là manicure trước. Còn khi mà tụi em làm bột hay là làm tất cả những cái service đó, nếu mà bản thân em thì em cảm thấy ok thì em không có lấy tiền, em tẩy em include rồi. Ví dụ đi cái móng bột đơn giản thôi. Móng bột á thì bình thường á là chị lấy 60 đúng không? Còn á, khi mà chỉ có design này kia á, nó cũng bù qua sức lại rồi. Khi mà mình cắt sơ nó không có mất mình nhiều thời gian đâu. Khi mình làm như vậy nó cũng tăng cái service cho mình nữa. Không, nó cũng tăng service cho mình nữa. Đây ha mấy anh chị ha, là hôm nay là xin có demo show. Nên là những khách hàng tới, mấy chị tới, anh chị tới là mình có thể là đặt câu hỏi thoải mái. Và Christine cũng giải đáp hết thắc mắc ở trên cái live của mình luôn. Bình thường khi mà mình làm live mình chỉ nói theo những cái kinh nghiệm và theo step của mình làm. Nhưng mà trên cái demo show này là Christine sẽ thực hiện là theo yêu cầu và trả lời tất cả những cái câu hỏi của các anh chị ha. Đó, để cho mấy anh chị hiểu rõ hơn về cái sản phẩm và cách làm của mình. Và khi mà mình làm móng up thì gọi là gel extension thì mình nên là cắt móng cho nó ngắn nha mấy anh chị ha. Và khi mà mình đã dùng cái cây bichu rồi xong rồi thì mình có thể là sử dụng lại cái cây sichu hoặc là cây D1. Cây D1 thuộc cây đầu tròn. Cây D1 thuộc cây đầu tròn này nha mấy anh chị. Cây D1 thuộc cây đầu tròn và cây sichu này thuộc như vậy. Thì nếu mà da không mọc lên móng là mình có thể là sử dụng cây này liền. Đây ha, mình chạy từ cuticle đi ra cho cây dũa nó nằm, đúng không nè? Nếu mà hồi nãy không có sủi da, có phải là cây này đưa sát phần cuticle của mình không? Đó, và mình cũng tạo cho nó có cái cuticle cho nó sạch không? Đó, nhưng mà nên nhớ là lúc nào mình cũng chăm sóc hai bên luôn nha. Nè, hai bên này đôi lúc mình chạy vậy mình lỡ quên cái góc bên này, thấy không?
Thành ra là chỗ này nó không sạch, nhưng mà cái chỗ này nó là dơ nhất luôn á. Đôi lúc mình nhìn, mắt mình không có nhìn thấy được, đúng không? Tại vì khi mà mình làm á, là nó phải sủi sạch cái da, cái dầu á. Đôi lúc á, nó dính vô dầu hay là cái lớp mà lotion á. Đó, là mình sẽ dùng cái cây này để mà làm sạch cái mặt móng trước khi là mình làm. Rồi, qua ngón này cũng vậy. Rồi, ngón cái mình làm một bên trước nha. Bước nào ra bước đó thì em sẽ làm cho chị một bên là cho extension. Thì ở trên này móng ốc là tên tiếng Việt, còn press on nail là tiếng Anh, rồi gel extension thậm chí gọi là gel ít ha. Rồi xong á, tất cả tùy theo là hạng người ta đặt tên nó như thế nào ha. Người ta đặt tên như thế nào, nhưng mà nói chung quy của nó là gel extension. Đó, tiếng Việt của mình là gọi có một cái tên thôi là úp ha, móng úp ha. Nên tại sao là có nhiều khách hỏi em á, treo khi mà Christine nói vậy là treo này nó sao đúng không, có giống nhau không? Nên là trên này là Christine giải thích cho mấy anh chị hiểu rõ hơn. Xong nè, mình sẽ phủi sạch. Khi mà phủi sạch xong, có phải là chị đã thấy cái da tay người khách đúng không? Đúng rồi. Rồi mình bắt đầu để primer. Đây là cái primer, đừng quên bước này nha mấy anh chị ha. Bước này khi mà mình làm á, tuyệt đối là mình đừng có quên. Tại vì cái gì mà có làm dip, làm treo á, thì mình có bond đúng không? Đó, làm dip thì mình cũng có bond, làm gel extension thì mình có primer. Primer này là cho riêng cho ít, cho gel extension nó riêng. Nó mạnh hơn cái bond một chút xíu ha. Nó mạnh hơn cái bond một chút xíu. Trong cái phần này là mình sẽ cắt sơ da tay cho người khách trước khi là mình bỏ cái đó lên. Thì khi mà mình xong cái phần này là mình cắt sơ nè, để cho nó sạch đó, khi mà mình làm lên nó đẹp hơn đúng không? Rồi cắt nó. Rồi, cắt qua bên này. Đó, mình cắt sơ thôi chị. Mình không có phải là cắt giống như cái manicure đâu. Cái hồi nãy là mình sụi lên á, nên á mình cũng rất là dễ cắt đúng không? Đó. Rất là dễ cắt. Cắt cho nó sạch. Đừng có chừa nha chị, mình không có chừa nha. Mình không có cần chừa cái móng, mình chỉ chừa một cọng tóc thôi. Đấy, cái gì chắc ở trên á, chắc ở trong á, mấy bé này dọn bàn chắc không lộn ra. Đó, mình cắt cho nó sạch. Còn cái thiếp á thì nó có size mình lấy là được rồi, mình hỏi nó dài hay ngắn thì mình lấy cái ngắn thôi đúng không cô? Cho không? Nó lựa cái mẫu. Thường á là chứ. móng gel extension á đừng làm dài quá. Tại vì á khi mà làm dài quá, giống như cái dip đi chị thấy không? Cái gì mà làm dài quá cho qua bột. Tại vì dài quá, khi mà qua bột chị cũng phải đắp dày một chút xíu nữa. Nó dễ gãy. Đúng rồi. Nên đúng là rồi. Làm vừa thôi. Đúng rồi. Nhưng mà dài giống như là nó có cái size maximum ở đó thôi. Tại vì em cũng thử làm rất là nhiều rồi. Tại vì nó cũng còn phải do cái người khách nữa chị. Đây ha, xong nè. Mình lát em chị sơn treo luôn. Ok. Chị cắt sơn treo luôn. Bắt đầu khi mà xong rồi, mình sẽ lấy cái thiếp ra. Chị thấy không? Hôm nay thì em xài cái móng Celedo số 4. Ha. Thì ở trên này là em có tới 7 số. Thì mỗi số nó sẽ tượng trưng một cái shape và cái độ dài. Và mình sẽ lấy cái móng. Khi mà sơn xong primer, mình sẽ đo nè. Khi mà chị đo là lấy size cho nó vừa nha. Nếu mà lỡ lớn quá đó là mình dũa, chứ đừng có gắn size nhỏ. Giống như lớn quá thì mình dũa được đúng không chị? Còn khi mà nó mà nhỏ quá đó là nó sẽ bị thiếu cái móng. Đây nè, mình lấy cho nó đủ ha. Này thấy không? Hai bên đủ nè. Đó, hai bên đủ nè. Còn nếu mà lỡ trường hợp đây góc này nó bự chút xíu thì mình sẽ lấy cái cây dũa nè chị. Mình lấy cái cây dũa. Dũa bỏ nó đi. Mình thấy góc nào mình dũa liền. Không, mình dụ liền giống vậy. Thì cái thao tác á, nó chỉ có đo móng là lâu thôi. Chứ thực sự á, là bước nào khi mà mình làm cái này cũng rất là nhanh.
nó không có mất thời gian của mình nhiều đâu. Cái móng này là bị độ nè, nên tại sao sai nó bị lộn xộn chút ha. Vừa tới nè chị thấy không? Đó, vừa tới thì mình sẽ zoom lên gần chút xíu cho mấy anh chị là nhìn cho nó dễ dễ nhìn hơn nha. Rồi ngón này không, vừa tới nè. Đó, mình xếp theo số thứ tự khi mà xong rồi. Những cái móng mà mình lấy á, thì nó mình xếp theo số thứ tự ha. Rồi, nè, trường hợp nè, chị thấy cái móng này không? Nó bị, nè, tại cái móng cuticle của mình á, cỡ nào nó chỉ tới mức đó thôi, em cũng sụi lên rất là nhiều rồi. Thì bây giờ đó, mình cứ lấy cái size móng vừa đủ nè. Đó, bắt đầu là em sẽ dụa. Tại vì khi mà cái này mình không có ăn gian được, tại mình phải đẩy cho nó sát vô. Nên là em sẽ dụa cái bên này cho nó hơi méo chút. Tại vì cũng phải tùy khách mà, khi mà người ta làm chỉ là một cái khuôn móng thôi, còn đắp bột thì nó ok. Chỉ dán móng ở ngoài xong chị đắp sao đắp, đúng không? Còn bên này em sẽ dụa nè, chị thấy chưa? Chấp nhận thôi, đúng không nè? Khi đi cô này em dụa giống vậy. Còn bên này nó hơi rộng chút xíu phần này thì em dụa nhỏ chút xíu góc này. Đó, trường hợp nó chịu chút chút thì lát á mình làm xong mình mới làm, đúng không nè? Còn đây nè, chị thấy chưa? Đó, nên là mình dán tới đây xong mình để qua đây ha. Rồi qua ngón cái nè, thấy không? Vừa tới hai bên nè ha. Mình làm vừa tới hai bên nha mấy anh chị, làm vừa tới hai bên nè. Rồi xong ha, mình để đây. Khi mà chị làm, mình phải cho dù mét hay là shiny, chị cũng nên dụa under nha. Đừng có không có dụa. Còn nếu mà không dụa thì mình lấy acetone. Người ta nói là chép acetone. Còn khi mà mình dụa cái này nè, mình sẽ dùng cái đầu D1. Lý do tại sao là mình không dùng cây C2. Mình dùng cây C2 nè ha. Rồi mình dùng, nếu mà mình dùng cây C2, nhìn ha, đôi lúc tại sao khách gãy, thực sự cái móng thiếp này không gãy, chị sợ đây nó cứng. Ở đây nó mềm nè. Thấy chưa, ở đầu cứng, ở đây nó mềm. Thậm chí là em có bẻ đi nữa nó cũng không có gãy, đúng không? Và khi mà chị gắn lên, khách làm sao nó gãy được? Tại sao nó bị gãy? Tại vì đôi lúc mình dùng cái đầu này nè, mình chạy nè, chị thấy không, cái đầu nó cắt nè, nó có cái ngấn nè, thành ra là nó sẽ bị gãy. Tại vì ở trên này chị đi hai cái thôi, nó mỏng rồi, mỏng cái móng thiếp của mình, thành ra là đôi lúc đi, hello Thi Đăng, hello em, khi mà mình đi mình đâu có để ý đâu. Mình nghĩ là nó là do mình cái móng thiếp gãy, nhưng mà thật sự á, thiết kế cái móng này á là người ta sẽ không cho nó gãy đâu. Đó, móng thiếp này người ta thiết kế tại sao nó mắc hơn những cái móng thiếp bình thường. Tại vì nó dùng cái nhựa tốt hơn, đúng không? Nên mình sẽ đi đầu tròn. Đúng rồi. Và khi mà dùng cái này, mình sử dụng cái đầu tròn nó hợp lý hơn nè. Khi mà mình đi nè, thấy nó tròn không? Nó không tạo ra cái ngấn, thành ra là nó sẽ an toàn hơn cho móng thiếp của mình. Thì chị nghĩ đi, đi 2-3 lần thôi là cái ngấn này là nó đã sâu xuống rồi. Và khi mà mình up lên, lỡ mà nếu mà cái ngấn này nó nằm ở trong móng thì của người khách không sao, mà nó nằm ở dưới này thì sao? Nó gãy chắc luôn, đúng không? Nên là mình sẽ sử dụng cây đi quanh nó an toàn, tại vì đầu nó tròn, chị thấy nè, mình xoay nè, nó dễ hơn, đúng không? Và khi làm xong, dũa xong thì mình chỉ việc là phủi sạch thôi. Còn nếu mà mình không thì mình dùng acetone, mình chét lên đây. Nhưng mà thì dùng acetone thì tùy người thôi, tùy người thôi ha. Khi mà mình dùng acetone, khi mà xong á là mình phải làm liền ha. Chứ mình không có để lâu, tại vì để lâu á nó sẽ bị rít đó, tức là nó nhựa nó chảy ra. Hello cho em, hello cả nhà, hello cả nhà ha. Và hôm nay là anh chị có câu hỏi gì cứ hỏi cho Christine ha. Hôm nay bây giờ là Christine đang làm gel extension, là mau cho móng Úc nha mấy anh chị, gọi là push on nail đó. Thì trên này là có chị đến từ Los đó, nên là cô xin sẽ giải thích từng ly từng tí ha. Và nên cái like của mình là hả rất là chi tiết về cái sản phẩm và cách làm nha mấy anh chị. Đó, mình dùng nè ha, mình chỉ dụa 50% thôi. Còn khi mà chị mua cái mét, chị có cái 50%, chị theo đó chị dụa thôi. Đó, đó mình theo đó là dụa thôi ha. Và cái chất lượng của nó giống nhau ha. Chất lượng giống nhau, tại vì đôi lúc thì mình muốn cái nào thì mình làm cái đó thôi. Nãy nó có sẵn. Đúng rồi. Xong hết nè, mấy anh chị share giúp Christine ha. Share giúp Christine nha mọi người ơi. Rồi, mình sẽ phủi sạch đúng không? Nè, mình dùng cây cọ mình phủi nè. Nhẹ thôi. Tại thực sự thì cái phần mà móng úp này nó chỉ là lâu khi mà mình đo móng, mình xử lý móng thôi, chứ thực sự dán lên nó nhanh lắm. Nó dán lên nó nhanh lắm ha. Rồi mình bật cái đèn. Và khi mà mình làm cái này mình cần hai cái đèn.
một cái đèn lớn mình hay sơn treo vào một cái đèn này. Rồi lát nữa khi mà chị làm á, đây em zoom lên cho mấy anh chị cào lên thấy ha. Khi mà lát làm á, chị giúp em bật cái nút này. Tại vì khi mà đúng, tại vì hồi xưa là em làm tự bật, nhưng mà bây giờ em ngồi suy nghĩ á, tại sao mình không nhờ khách bật cho mình. Đó, bật lên thì em chỉ cần đưa tay chị vô thôi, thì em sẽ hạn chế là cái tình trạng gọi là bị méo móng. Đúng không? Tức là em giữ nguyên vị trí này và chị búp giúp em bấm và em đưa tay chị lên thầy thôi. Nó đi chung với nhau thì thành ra là nó không có bị, nó hạn chế là tình trạng méo móng. Thì trong cái phần này, khi mà mình làm cái phần treo này á, là sợ nhất là móng méo, dán móng méo. Tuyệt đối không dán móng méo. Và cố gắng tập cho nó. Hello, hi Ivy Nguyễn, treo ít có refill. Thì treo ít thực sự là có refill được. Nhưng nếu mà khách sơn treo á, trong cái khoảng thời gian mà mình tháo treo á, mình ngâm acetone thì coi như móng mình nó đi luôn. Còn á, khi mà mình dũa thì cái mặt móng trong cái móng thiếp nó rất là mỏng. Nếu mà khách sơn lại cái màu á thì nó khó cho mình ha. Nên á, thì làm móng úp thì Christine khuyên là nên làm móng mới. Tại vì khách của mình đi cũng 4 tuần mình tháo giống như deep vậy đó, làm móng mới. Không refill mất thời gian của mình lắm. Mất thời gian của mình lắm ha. Rồi xong hết và mình để primer rồi thì Christine sẽ dùng cái chai Press On Nail Glue này. Đây là thuộc chai lỏng. Đó, thuộc chai lỏng. Thì khi mà làm chai lỏng thì mình sẽ sơn một lớp trước. Đây ha. Đây, mình sơn một lớp mỏng giống như cái bay, cũng là dùng cái chai này luôn ha. Đây, mình sơn hết là 5 ngón của mình cho nó đều, sau đó mình để vô máy ha. Sơn y chang khi mà mình sơn cái bay vậy, sơn cho nó đều nha. Nên khi mà làm cái này thì á, xin khuyên là mọi người là làm mới. Tại vì thường á, đa số ít nhất là cái bộ nail khi mà mình làm cái này phải last long là 3 tuần trở lên cho người khách nha. Hồi xưa thì khách làm 4-5 tuần, nhưng mà bây giờ là xin thấy là 3 tuần là khách quay trở về làm bộ mới rồi. Chứ cũng không muốn đeo lâu quá. Đeo lâu quá nhìn nó thấy nó cũ, nó cũng chán cái nail của mình á. Nên bây giờ khách nó cũng 3 tuần thôi. Tại vì có nhiều khách móng mọc nhanh quá đó, 3 tuần là thấy mọc lắm luôn rồi đó. Nên là khách đa số là 3 tuần thôi. Còn khi mà fill á, đa số thì người ta làm builder treo, làm bằng builder treo. Cô có bán cái chai lồ gì em bữa có để lên đó, để mình sơn lên cái móng này nè. Để nhiều khi mình sơn fan á, cho nó siêu chua một chút á. Cái treo lồ gì á, bữa cô... Cái đó là bột mà. Không, bột hay là bột lát ô cái treo lồ. Treo lồ cái đó là mình làm bằng marble in, marble in pha với top coat. Chứ không có bán cái chai đó không cần à. Nên tại sao là khi mà em thiết kế cái set marble in á là em cố gắng thiết kế cho nó thật là mịn. Chị thấy pigment không? Cái pigment trong chai rất là mịn, chị pha với top coat bên em thôi là chị làm ra treo lồ và chị làm được rất là nhiều màu luôn. Thank you. Mới có hơn 300 mà. Về kiếm 3,000. Cái là mới có hơn 300 mà. rồi khi mà xong hết nè, mình sẽ lấy tay người khách ra. Ha. Và mình sẽ nhìn vô. Nếu mà tay khách mà không có lõm, tay chị đẹp nè, chị thấy nó có độ u sẵn không? Để mình sẽ lấy keo vừa thôi. Quét một lớp thật mỏng. Tùy theo cái size gạt một ít nè lên đầu móng. Đúng không? Tùy theo cái size nè. Sau đó thì mình sẽ chúi tay người khách, chúi cái móng xuống nè. Đưa sát cái đầu thiếp vô phần cuticle và úp nó xuống. Đó, vừa đẹp đúng không? Và khi vừa đẹp, chị mở cái đèn giùm em, chị bấm cái đèn giùm em. Và em giữ nguyên cái vị trí này nè. Em giữ nguyên vị trí này, em đưa cái tay của chị vô là bảo đảm móng không bị méo. Tại vì khi mà mình dán vô, mình đã điều chỉnh là cái móng nó thẳng rồi. Thấy không? Đó, dán giữ nguyên vị trí cho nó khô tạm 10 giây. Lý do tại sao là cái đèn này nó khô tạm 10 đến 20 giây không? Tại vì nó khô tạm cho mình để mà mình tiết kiệm thời gian. Khi mà mình dán hết 5 ngón, mình bắt đầu để vô cái máy lớn để cho nó khô là 1 phút. Và khi mà cái đèn này nó hơ cho mình á khoảng 10 đến 20 giây để cho mình khô tạm. Vì nếu mà trong trường hợp mình dán móng méo, mình có thể là tháo ra nó dễ hơn. Lúc khi mà mình để vô máy hơn 1 phút là cái keo của mình nó cứng. Đó, nó keo của mình nó cứng. Chắc quá, không
đúng, còn bây giờ là nó ăn khô tạm thôi. Ừ. Đó, thấy không? Còn cái lằn này là cái gì cô? Cái treo quá rồi. Cái này hả? Không, cái lằn nó ngay ngoài đây nè, mình thấy có cái lằn từ đây. Dạ, yeah, không sao hết, cái này là cái treo thôi, tại vì lát nữa. À. Nè, keo nó đâu có dính vô da đâu. Đó, nó không dính da luôn. Ok. Và lát nữa, trước sau gì á, khi mà làm cái móng treo extension này phải quét một lớp top ở dưới. Để làm gì biết không? Nó more clean cho khách. Tại vì đôi lúc khách làm clear vậy nè nó dễ dơ lắm. Ừ, mình sơn một cái top là để bảo vệ cái móng tiếp cho người khách nữa. Ha. Nên cái này không. Dạ. Mình sơn top lên. Xong hết nè. Cái đèn này ha, để đây nè. Lát á mình chỉ cần bật thôi, có phải là nó hạn chế là nó bị méo móng không? Dán móng méo. Tại vì khi mà mình vừa để lên đây nè, rồi một tay bấm dậy, xong một tay mở, đôi lúc á cái tay của mình á, mình sửa cái tay của người khách qua đó là nó không có work, tại vì nó sẽ bị dịch chuyển một chút xíu, thành ra móng mình hơi méo. Nên khi mà em nhờ chị mở đó là tay của người khách không có cần dời. Em giữ im cái vị trí này vậy luôn, xong mà chỉ cần để lên thôi. Đó, thấy không? Để lên vậy thôi. Chị bật giùm em, tại vì mình có thể là nhờ khách mà, tại cái máy này nó không có giống như cái kia, không giống như cái kia nên nó tiện lắm, nó tiện, rất là tiện cho mình luôn. Xong sơn tiếp nè. À, móng nè, một ít nè, không vừa đủ nè ha. Không có nhiều quá, cho nó chúi xuống để lấy cái phần đầu móng đi ra đó, mình úp xuống từ trên này. Úp xuống vừa đủ nè, thấy không? Đó, quan trọng là mình lấy keo, tại vì cái bước này là mình phải tập. Đó, mình phải tập. Ví dụ đi làm keo đặc, keo lỏng mình cũng phải tập để mà mình lấy keo cho nó đúng. Tại vì keo đặc mình cũng lấy nhiều mà, đúng không? Nên là cái thao tác là mình phải tập. Có phải là khi mà hồi nãy tới giờ là em dịnh vô cái móng tay chị, thậm chí là cái móng tiếp em không hề mua không? Thì xác suất là mình dán móng méo, bị mới bắt đầu thì mình dán thẳng, nhưng mà tới khi mà mình dịch chuyển cái tay của mình đi là nó sẽ bị méo. Mình không biết. Nên á, khi mà mình dán vậy là mình đã điều chỉnh được cái móng của mình, chắc chắn là không méo rồi đó. Đó. Đó, không cần. Nó 20 giây là nó tự tắt nè. Đó. Đẹp á. Đó, đẹp. Sau đó mình đừng có đụng, tại vì nó đang đang khô nhẹ, nó còn ướt ha. Cái kia nó đặc nên thành ra là rất là khó. Đúng rồi. Rất là khó, còn cái này rất là dễ xài. Cái này rất là dễ xài, quan trọng là mình cũng tập lấy đục keo, mình nhìn cái móng tay của người khách. Đôi lúc á thì nó bị ra một chút xíu, nhưng mà cũng không vấn đề, tại vì nó không có dày. Nó không có dày ha. Khi mà làm này mình phải tắt nó. Nè, để vô nè, cuticle nè. Úp xuống nè, không? Vừa tới nè. Đó, thấy không? Đó, vừa tới thôi, đẹp. Đó, khi mà bên này mình cũng phải tập là mình nhìn cái móng thịt của khách tới đâu là mình lấy keo cho nó nhiều đủ. Đôi lúc em cũng lấy là nhiều mà. Em cũng bị mà. Chứ đâu phải không bị đâu. Đúng không? Nếu mà nó nhiều quá thì em lấy ra xong em quét lại. Còn nếu mà nó ít ít rồi, em lỡ em cũng đi luôn. Nhưng mà khách nó cũng không sao, tại vì nó không có bị nấn, không bị nặng và nó không bị cứng ở dưới. Ở dưới. Em nói lộn, sorry. Sorry lộn. Em nói nhanh quá. Em tính nói cứng. Cứng á. À, đẹp, không bị bắp bồ nè. Làm cái này là không bị bắp bồ, vừa đủ chị, vừa đủ smooth. Ok. Rồi xong. Mình sẽ sơn. Cái chị đừng cười em nói lộn. Rồi xong, tới phần này ha, quét một ít nè. Rồi xong mình up lên. Mình cũng y chang vậy luôn. À, nếu mà mình làm á, đôi lúc á sẽ 10 ngón sẽ có 1 2 ngón bị bong bóng. Nhưng mà nếu mà nó bị bong bóng ít mà nó nằm chính giữa móng không sao. Mà nếu mà nó bong bóng mà nằm hai bên sai là mình phải làm sao? Thứ nhất phải tháo đi làm lại, hai là mình sẽ dùng cái cây kim á, mình bơm cái keo mình đẩy nó vô xong hơ đàn lại. Cây kim giống bác sĩ. Kim chích. Em nói giỡn thôi. Rồi em nói giỡn, ok. Không, cái đó là em phá ra chắc ăn. Rồi em nói giỡn. Rồi khi mà nó bị như vậy có một cái cách. Giờ trên này em bày cho mấy anh chị luôn nha. Dạ, đúng rồi đó. Cái gì đâu ta, cái chai. Ok, mấy chị xài xong cái chai này. Thường cái chai này á, treo đính đá của em là nó hai đầu. Đấy, chị thấy không?
thấy hai đầu không? Rồi bắt đầu khi xong hết, xài xong hết nè, không phải lấy chai này nha, mình lấy cái chai này đổ vô đây, đây nó lỏng đó, đổ vô giữ lại cái chai này. Đôi lúc á da khỏi rửa acetone, xài xong hết nè, chị bơm nó vô, bơm nó vô, ví dụ đi ha, em ví dụ chỗ này đi đó, em đưa nó vô, em đưa nó vô, em bóp nè, em ví dụ nha. Rồi tại cái chai này nó lỏng vậy ra lắm, còn chai này nó thuộc về treo đính đá nè, nó đặt chút nè, khi mà mấy chị xong chích vô nè, tất nhiên là keo nó sẽ chạy vô. Khi mà trước khi chị để vô máy, chị vuốt lại ngoài bên hông cho em, chị cho cái keo nó nằm trong thôi. Rồi xong đó bắt đầu chị hơ đèn đó, nếu trong trường hợp bong bóng ở ngoài, ok, bong bóng ở ngoài nha, nhưng mà cố gắng làm sao không cho nó bong bóng thôi. Cái đấy gọi là emergency thì mình mới xử lý nó thôi. Còn đôi lúc á thì cái bong bóng của nó nằm ở chính giữa trong này, một hai hộp nhỏ nhỏ không thành vấn đề. Một hai hộp nhỏ nhỏ không thành vấn đề, tại vì á quan trọng là hai bên sai, mình không cho nó nước nó vô thôi. Còn khi mà nó chính giữa một hai hộp vậy nè, 10 ngón thì tất nhiên một hai ngón nó bị đi, nó nằm chính giữa trong này thì nước ở bên xung quanh nó không vô được. Còn nếu mà nó cuticle hai bên sai, chắc chắn là nước nó vô, đúng không? Nên là mình hạn chế là mình không cho trường hợp đó nó xảy ra hai bên sai. Trời đẹp quá coi, đẹp quá ha. Rồi bên này nhìn là vuốt một cái là tê luôn á nha. Không là dễ lắm chị, last long lắm. Rồi. Cái này em làm em bán nhiều lắm luôn. Em đi demo mà chị. Khách nếu em trên này em dạy, ở trên này demo em cũng em làm, em cũng chia sẻ. Đó. Rồi xong. Cái này phải lấy nhiều chút xíu tại vì móng lớn, đúng không? Lấy nhiều chút thì mình quét nhiều chút xíu nè. Không, mình gạt nó nè. Là tự nhiên keo của mình nó xuống à. Và trước khi để lúc nào cũng chuối cái móng tiếp xuống nha. Để keo nó tập trung trên này, xong mình ấp xuống từ trong ra ngoài luôn. Đó, chứ đừng dựa dựa vậy đó. Thì nó keo nó không có tập trung được. Đó, mình từ khi đi cô nè. Chị thấy không? Nè, vừa tới nè không? Ấp nó xuống. Là đẹp luôn. Không, bật cái đèn lên. Đó là cái móng thiếp nó không bị rụt, không bị chảy, tại vì đôi lúc mình để cái tay của mình ra nó bị bong bóng, đúng không? Đó, mình giữ nguyên cái vị trí này, đó chắc chắn, xong mình để vô máy không bị bong bóng và giữ nguyên như vậy, tránh trường hợp nó bị méo cái móng. Đó thì mỗi cái nó đều có một cái lợi. Đó thì cái lợi của cái này á là ở dưới nó không có bị dày, nó không bị u, đúng không? Đôi lúc làm ở dưới nó bị u, còn cái này làm lên là nó na trồ tự nhiên luôn. Đây, làm xong hết chị nhìn nè, nó rất là natural tự nhiên, đúng không? Đó, xong hết mình mới để vô máy 1 phút nè. Khi mà mình để vô máy 1 phút là nó khô, mình khô hẳn luôn á. Nên trước khi để vô máy là mình sẽ kiểm tra cái móng của mình, coi có chỗ nào bị méo hay không. Chắc ăn rồi mình mới để vô. Còn nếu mà nó bị méo thì mình phải cắt ngắn, xong mài xuống, tháo nó ra, xong làm lại. Đó, nhưng mà cái này có một cái lợi, cái khi mà mình lỡ dán méo mình tháo đi nó mỏng, rất là dễ, nó không có bị dày, còn treo đặt nó sẽ bị dày. Đó, nó hai cái khác nhau. Em có treo đặt mà, em có dạng tiếp có hũ luôn, nhưng mà em cũng không có làm đó. Nhưng mà thấy làm hay hơn. tại vì á khi mà mỗi cái nó đều có một cái ưu điểm và nhược điểm, đúng không? Lấy cho em hai đầu dũa này đi. Nên đó, anh chị cứ thực tập đi. Tại thực sự á, nó rất là dễ làm nha. Đây, đó, thì mấy anh chị thấy nè, Christine làm nè ha. Ở trên này, những cái điểm cần lưu ý. Thứ nhất là dán móng, xử lý móng, mặt móng, đúng không? Những cái bước này là mình không thể nào quên. Đôi lúc mà mấy anh chị nè, đôi lúc á, mình lỡ nhiều keo quá, lỡ nhiều keo xuống quá, là mình có thể là dùng cái cây này để mà mình clean hai bên side, hoặc là mình có thể là dùng cây kìm cắt nhẹ thôi, chứ thực sự nó không có cộm ở dưới đâu nè. Chị thấy không? Ở đây nè, nó đâu cộm ở dưới đâu. Đó, nó không có cộm gì hết á, rất là nhẹ nhàng thoải mái. Ở dưới này nó không dính một cục nè. Không, nhìn nó tự nhiên không? Nó sạch. Đôi lúc á đi cái cục nếu mà cái nào cũng có ưu điểm nhược điểm hết á, tại vì á cũng có người làm khéo người không khéo thôi. Đó, nhưng mà mình làm như thế nào chủ yếu là nó last long và nó tự nhiên, tại vì móng úp mình không thể nào làm cho nó gồ ghề hay là không đẹp được ha. Khi xong hết muốn cắt thì mình cắt, còn không cắt là mình không có cắt ha. Cắt xong là mình mới vụ xếp lại, cắt mình lấy bằng gì cắt thôi, kéo gì cắt cũng được hết. Đâu cô có cái kéo đẹp như vậy.
mua đây. Mua rồi cắt nha. Rồi cắt nè, em cắt bằng cái bấm mà cắt cái này không quen á. Rồi cắt nha. Rồi cắt xong vô, sâu vô cô, sâu vô đi để hồi về sâu vô chút nữa đi cô. Cắt vậy đi cho nó đẹp, còn sơn treo nữa, học sơn treo nữa. Dễ thương không? Đó, hơ xong một phút ha, cho nó cứng hết đã, xong mình lấy ra, xong mình lấy lại cái xếp. Cắt xong mình dán, nhớ là mình dán xong mới mới dụa nha, mới cắt nha. Chứ mình không có cắt trước rồi mình mới dán, tại vì mình không có chỗ cầm ha. Với lại nó không có đều á. Xong hết bắt đầu là mình sẽ dụa nó. Về cố gắng tập lấy keo cho nó đều. Yeah. Đặt hay lọng mình cũng phải lấy keo đều, chủ yếu là keo, keo với lại dán móng thôi. Đo móng nè, thấy không? Hồi nãy kích không? Hồi nãy dụa nè. Giờ kích không? Đó, cuticle chỗ nào nó lớn, nó nhiều, bự, mình dụa chỗ đó, tại vì cái móng người ta làm bằng khuôn thôi. Nhưng mà cuticle của người khách là tự nhiên. Nên là mình sẽ dụa bớt ha, đừng bao giờ cho nó thiếu hai bên size nha, hai bên size tuyệt đối là không thiếu được. Nếu như mình sơn treo vậy đó, chẳng thà nó lớn, lớn xong mình dụa. Mình dụa bớt đi, đúng không? Xong mình dán nó lên. Làm khắp phình ha. Rồi. Rồi, dụa ha, mình dụa khắp phình sơ nè ha. Rồi qua bên này. Về đi biếu này đi, trời ơi dễ lắm. Em mà không làm cái này á, là em ngồi đi em dụa dip, em dip với treo dán móng thôi. Nãy giờ có phải là cái khâu dán nó không lâu. Đúng không? Nó chỉ lâu khâu đo chút xíu thôi. Còn lại mấy bước là rất là dễ cho mình. Mà bộ này thì trung bình bây giờ thì lấy khoảng là 55 đồng trở lên. Dám là tiệm lấy 75 đồng. Hai khi mai cái set này bao nhiêu hả? Bé ơi giúp chị vô trả lời cái. Cái set này nếu mà mình mua kit bây giờ là cô xin đang có cái kit nhỏ nhỏ cho mấy anh chị á. Anh chị nào mà muốn mua về tập á là mình có kit nhỏ nhỏ cho mấy anh chị nha. Còn khi mà anh chị mua á là gồm có đầy đủ đồ dụng cụ cho mình làm á, là từ treo từ cái móng tới cái keo tới primer tới mọi thứ á là hình như là 199 đồng hay sao, có 7 hộp thiếp. Nó có nhiều đồ trong đó lắm, còn kit nhỏ nhỏ hình như là 45 đồng phải không chị? Kit nhỏ nhỏ 40, kit nhỏ nhỏ gồm có một hộp thiếp. Kit mini á gồm có một cái đèn. Phải không? À cái đèn nhỏ hả? Còn nếu mà mình có cái set nào. Chị mấy chị ơi nhắn tin cho Christine ha, để mấy bé vô tư vấn cho chị nha. Em có nhiều set nhỏ cho mấy anh chị mình coi là mình hợp cái nào á là mình lấy cái kit đó. Nhưng mà thì mấy anh chị ha, mua thì mấy anh chị giúp em mua cái set có cái đèn này nha, mua cái set đèn có cái này nha. Tại vì á biết sao không? Tại vì á có nhiều anh chị tiết kiệm thì người ta sẽ xài cái đèn nhỏ rẻ, có mấy đồng thôi, em bán có 5-6 đồng cái à. Đó, còn khi mà nếu mà muốn work mấy anh chị xài giùm em cái đèn này, nó có cái dây chạc ha. Nó có cái dây chạc nha. Hi Jenny sign. Chị nhắn tin qua cho, nhắn tin vô ha. Christine sẽ cho nhân viên mình tư vấn cho chị nha. Rồi cái set này nè, dụa nè, thấy không? Cái thiếp này good lắm luôn. Cái thiếp bên em rất là good nha mấy anh chị. Nó không có bị gãy đâu. Trường hợp nó gãy chỉ có một cái nguyên do thôi. Hai anh. Trường hợp gãy chỉ có một nguyên do thôi nha mấy anh chị. Hồi nãy là cô Sinh cũng chia sẻ đó. Nó gãy chỉ có vậy thôi. Còn cái thiếp mình á, nó khó gãy lắm. Chỉ có dùng kéo cắt, hay là cái chỗ mà mình dũa nó bị mỏng thôi. Chứ thực sự là nó không có bị. Mấy anh chị ơi share giúp Christine ha. Chúc anh chị thành công nha. Nè, cái thiếp này nè mấy anh chị thấy không? Bóp nè. Nó dẻo. Cái thứ hai nữa, nhìn cái keo của nó, cái thiếp của nó chạy về vị trí cũ không? Thiếp good nè. Đó, thấy không? Là nó sẽ bung lên lại cho mình. Nó không có bị giống như vậy. Còn khi mà mình cố tình mình bóp giống vậy, tất nhiên rồi, không ai bóp như vậy hết á. Đó, bóp nhẹ. Tại vì đôi lúc khách đó nó cũng chỉ là đụng nhẹ thôi, đúng không? Đẹp, dễ sợ. Nè, làm xong nè, thiếp rất là đẹp luôn. Đó, đẹp ha. Rồi xong hết nha, lấy xếp xong. Xấu mà cố luôn. Rồi trong trường hợp nè, làm khéo. Mà bây giờ mình thấy cuticle đẹp không? Đẹp. Keo không có lên. Trong không trường hợp lên, nếu mà keo lên á, dùng cái cây đầu dũa XF chạy giùm em.
Cây đầu dùi ít ép chạy là nó mịn, nó không có đau tay khách. Nhưng mà cái gì mà nó keo keo á, nó đều dính vô cái đầu dùi hết. Giúp em ngâm chút xíu acetone cho nó lấy ra. Ok, cái gì mà nó dơ hay gì đó. Nãy nãy em lấy cái đầu dùi này không? Chị, ít ép nè. Đi ít ép cho em an toàn nha. Rồi, xong hết nè. Đi ít ép cho em, lỡ mà khi mà chạy treo là chắc chắn nó sẽ dính vô những cái này. Chỉ phá treo nó cũng dính vô đây mà. Ngâm, ngâm acetone nó sạch nhất. Có bàn chạy nhưng mà đôi lúc á keo nó dính thì mấy chị ngâm chút xíu acetone khoảng là 5 phút thôi. Lấy nó ra sạch banh luôn ha. Tại vì cái phổi nó chỉ là một phần, nếu mà nó dính cứng quá thì mình phải ngâm acetone. Ok. Mà có rồi. Bàn chạy sắt nữa không? Cô có bán không? Không, em không bán bàn chạy sắt. Nè. Đối với khi mà cái bộ nail của chị nè, chị không có cần giũa. Cũng sạch. Nhưng mà đôi lúc chị thấy không? Chút xíu đây nè. Mình em thì ngứa mắt. Đó, chị thấy không? Đó, thì em là soi ra hết luôn. Nó hơi ngứa ngứa chút xíu thì em chạy. Để làm gì biết không? Sơn nó vẫn đẹp và khi mà khách mọc lên nó vẫn đẹp. Tại vì vậy bây giờ thì không sao. Nhưng mà tới khi khách mọc ra một tuần á là tự nhiên mình thấy cái cuticle nó dày lên, nó cộm lên. Thay vì vậy ngay từ bước đầu thì mình sẽ xử lý luôn ha. Rồi chị Jenny Sen ha. Rồi cô xin sẽ cho nhân viên là tư vấn cho mình nha. Đẹp chị ha. Mấy chị ơi, chị ép nè. Cô làm đẹp lắm. Nè, đưa nè. Chạy từ từ y chang bột, chạy nhẹ thôi. Dùng cái cây này nha, không dùng những cái cây khác nha. Tại vì á, nó rất là mỏng, mình muốn đi nhẹ nhẹ cho khách thôi. Nè, đi nè, đi trên này qua. Dũa, chủ yếu là mình sẽ dũa cho nó sạch. Vậy thôi, cuticle của mình đâu có cao đâu, chị thấy không? Còn khi mà mình dùng cái keo đặt đôi lúc ở đây dày quá là nó sẽ cao hơn cuticle của mình. Chắc chắn làm cái gì nó cũng phải thấp hơn cái dây cuticle của mình nha. Ở bên này nó cũng vậy. Nên á, mấy chị ha, treo ít hay làm cái press on nail nè. Là trong hôm nay nó giống như mà mấy anh chị học online vậy đó. Những cái gì mà nó liên quan, Christine đều chia sẻ hết ở trên cái live của mình luôn á, chị ha. Đây. Mua về mấy anh chị thực tập cho em trước khi mà mình làm khách nha. Tại vì đôi lúc mình quên step á. Rồi xong á về nó không có primer, nó cũng không có lát đâu. Giống như là cái lời đồn đâu. Phải có primer. Rồi, ở trên này ha. Rồi phải do thao tác của mình làm cho nó kỹ ha. Tự nhiên là nó last long về chị đeo cho em đi. Dạ. Đeo xong rồi đó đeo, đừng có tháo ra. Tại vì em lúc nào mình sao đi làm? Hả? Sao đi làm? Ăn cô bằng tay làm nó tiền đó cô. Nhìn nè ha. Mình không quen đeo móng mình khó làm gì. Đó. Để đi vào cây xanh đi cô. Nè, dũa nè, cho nó sạch nè ha. Khi mà dũa xong chị thấy nó sạch không? Này, mặt móng không ngừng chảy nha. Rồi, sủi nè. Sạch không? Sát rặt luôn, lát nữa là mình sơn treo y chang. Nó có nhiều cách. Đẹp quá. Đôi lúc á là người ta làm tới là 80% thôi, ở đây là người ta để keo. Có cách làm vậy. Nhưng mà em là không cần, em làm trực tiếp trên này luôn cho làm up từ cuticle đi ra luôn. Còn có nhiều người thì up tới 80% ở trên này để cái builder treo. Giống như refill. Đúng, giống như refill vậy, nhưng mà em thì không ha. Nhưng mà tại vì mỗi người có một cách làm và mỗi cái sản phẩm khác nhau. Còn nếu mà trong tiệm mình muốn thì mình sẽ làm một nửa xong mình để builder treo cũng được ha. Để cho nó là đôi lúc có khách đó, nó thích thôi, mỗi người có một cách làm khác nhau. Rồi ở trên này. Dũa nè. Ủa mình cũng có dũa sơ cái trên đó một chút hả cô? Tại vì á em dũa sơ để khi mà khách đó một tuần nó mọc lại đó. Nó đẹp thôi chứ không có gì đó. Không, với lại ngay cô dũa chỗ này nè. Dạ em dũa tại mình sẵn đi á. Mình đi nhẹ thôi. Nên tại sao là em chị phải dùng cái XF giùm em ha. Không có dùng mấy cái cây kia nha. Tại vì cái này nó nhẹ lắm. Nó đi một cái lớp rất là mượt luôn cho mình. Và nó rất là nhẹ nè không. Và nó đi mỏng thôi chứ mình không có phải là đi dày nha. Đi mạnh tay quá là nó mất cái tip của mình. Ở đây mình đang chạy cuticle cho nó tròn, nó sạch đẹp thôi. Xong hết nè, mình buffer nó. Đẹp quá. Tự nhiên ha. Dạ. Bóp nè. Bóp là lúc nào cũng vậy ha. Lấy cái tay của mình đỡ. Rồi, em xử lý từng cái. Rồi xong á, lát em chia sẻ làm sao để mà giữ ở dưới cho nó sạch. Mình phải giữ ở dưới cho nó sạch nữa đúng không? Đó từng bước một rồi xong em sơn treo cho chị nha. Ủa ngày mai cô lên Rosemith, cô lên tiệm nào vậy? Nail Lee Supply. Nào, cô?
trên đường Ga Vì á, kế bên Phở Thành á. À, kế bên Phở Thành á hả? Ừ, kế bên Phở Thành á. Mấy giờ cô đó? 10 giờ là cô đó rồi. À, 10 giờ ừ, mai lên nữa. Cái gì đó? Thì muốn dậy gì lên dậy đó. À, hai cây đi mai. Nếu mà mình refill á nó mất thời gian lắm. Tại vì lát nữa là ví dụ đi mình sơn treo hết rồi, khách tới muốn refill cũng phải tháo cái treo nó ra. Đôi lúc á mình dũa tháo treo thì trong cái móng này thì mình phải dũa. Chứ mình đâu có ăn aceton được. Đúng không? Mình cũng không có bọc aceton được, nên mình phải tháo treo. Mà tháo treo nếu mà người khéo không sao, mà người không khéo dũa mất cái móng mọng sao? Bay luôn cái móng luôn á chứ. Một nó bay móng, hai là mọng đi ha. Rồi nó không có last long ở khúc dưới này. Mà khi mà không last long, nếu mà mình muốn last long sao, mình fill cái beauty gel, fill từ trong ra ngoài luôn. Như vậy nó đi phải đi hết cho người ta. Phải đi hết. Như vậy là nó mới có đủ độ dày chỗ này. Thì thành ra làm bộ refill còn lâu hơn cái làm. Cứ cho khách đi 4 tuần xong tới tháo làm bộ mới. Dạ, cũng giống như cái bộ có đắp bột mà có design vậy đó. Đâu có ai muốn refill đâu. Còn khi mà khách refill chấp nhận sơn treo. Còn nếu mà muốn giữ design đó thì fill cái ở trên thôi, sơn thấp lại. Nhưng mà không ai mà muốn giữ một cái design nó lâu quá. Chỉ rửa tay giùm em. Xong hết mình rửa tay. Phải rửa tay chứ chị. Cho nó bay bụi đi ha. Ở trong này nè chị, vô trong này. Xong hết thì Quỳnh Xin sẽ chia sẻ cách sơn treo và bảo quản cái móng khít cho mấy anh chị ha. Sơn treo mình dùng cái chai top. Rồi khi xong hết chị clean ở dưới cho nó khô vậy. Em làm em phủi con không cho nó đi rửa sợ nhiều khi nước. Đâu sao đâu, dạ. Cái này nó sạch rồi. Nó về nó rửa nước cũng vậy à, đúng không? Ừ. Đó còn nếu mà chị muốn sụi nè. Không rửa xà bông thôi. Này ví dụ đây chị làm ở dưới này nó dơ nè. Chị dùng cái chai cây này phủi nè trước khi khách rửa tay. Nha. Nếu mà chị làm ở dưới mà cảm thấy cái bụi nó dơ nè, chị thấy bụi không? Tại vì cái này là clear, nó không phải là cái móng natural. Thành ra là nó sẽ không có được giống như natural, cái gì mà dơ dơ chút xíu là nó đều thấy hết á. Còn khi mà làm móng bột có màu ở dưới, ở đây không thành vấn đề. Đúng không? Đó, đây mình sẽ phủi nè. Rồi, ngón này. Phủi sạch trước khi là mình cho tay khách rửa tay nha. Để chắc chắn là nó sạch. Đó, thấy không? Sạch bông nè. Và khi mà mình làm xong, sơn một lớp thấu ở phần dưới. Đấy. Sơn lên cho người khách nó sạch. Tại vì á cái đúng. Dạ đúng rồi, nó không có bám vô lợ. Dớ nè, sơn lên. Sơn cái lớp thấp lên. Lúc nào móng bột á thầy dạy cũng vậy đúng không? Dạ. Dạ thầy cũng vậy là cover bảo quản ở phần dưới cho nó sạch đúng không? Hai chai. Cái chai chai mà chuyên cho dưới thì mình phải đánh dấu vô là mình chỉ dùng ở dưới thôi chứ mình không có dùng trên mặt nha. Tại nó có bột, nó có hột. Tại phần dưới cái móng mình clean cỡ nào cũng vậy, nó đều có hột hết. Đúng không? Tại vì khi mà mình dũa nó đều có cái bụi bay vô hết á. Không cách nào mà mình làm cho nó sạch ơi là sạch đâu, trừ phi hồi nãy thấy khi mà mình mới úp xong không? Mình chưa có làm gì hết thấy nó sạch không? Tại khi mà mình đã dũa để ngửa lên chị. Và khi mà mình đã dũa rồi cái bụi nó bay vô, bụi là hầu như là mình rất khó để clean cho nó sạch, chỉ có ở ngoài thôi. Cũng phải sơn cái top trước. Cái under trước. Không, mình sơn sau cũng được. Đó, nhưng mà mình đi từng bước cho mình. Một chai, hai chai thấp nha. Tức là cái chai này á mà chuyên cho under là không bao giờ xài lên mặt. Nó sẽ bị hột. Tại vì cái bụi ở dưới nó có dơ ở dưới á, nó có bụi dơ nó sẽ làm dơ chai thấp của mình. Và khi mà mình sơn trên là mình sẽ lấy cái chai chai sạch chút xíu. Đó cái chai mới á. Và mình đi màu sơn treo ha. Giờ em sẽ chia sẻ cách sơn treo cho chị luôn. À, hôm nay thích màu gì? Màu gì cũng được hết cô. Màu blue đi ha. Hôm nay Phong Thị màu blue thấy trên trên người đấy, mặc áo blue. Màu cam đi cô, màu cam. Màu cam hả? Màu. Màu 21 nha. Xấu mà không nổi lắm cô. Xấu rồi, nét nổi à. Rồi hôm nay là cô Xin sẽ chia sẻ cách sơn treo luôn nha mấy anh chị. Treo này mấy anh chị biết nó
chị mấy chị xài qua OPI thì biết ha. OPI đa số là mình sơn càng mỏng càng đẹp, đúng không? Rồi, mình sẽ sơn màu số 21. Dữ dội luôn nha, màu này là chói luôn á. Thiệt không? Wow. Rồi trước khi sơn treo mình nên đi một lớp bay. Và cái chai này mấy anh chị đi một lớp bay được luôn. Là phôi sơn luôn. Nó luôn á hả? Sơn không nó luôn. Không cần đi bay khác hả cô? Không cần đi bay này luôn. Ồ, mình đi nó luôn. Đi nó một lớp luôn. Đi vậy để làm gì? Tăng độ last long. Và cái thứ hai nữa tăng độ dày cho cái móng. Tại vì cái này nó rất là mỏng đúng không? Mình không cần. Đó, không cần. Không cần cái bay kia. Không cần bay kia cũng được, đi bay này. Tại vì bay kia nó rẻ tiền hơn chút cô. Dạ. Chị em bán này cũng rẻ lắm, em bán này có 10 đồng chai thôi. 10 đồng. 10 đồng chai, bữa sale là có 8 đồng à. Chừng nào sale nữa cô? Dạ, thường á đồ em không có sale, em để giá rất là tốt rồi. Sale cho vui thôi, hưởng ứng chương trình thôi chị. Còn chị á khi nào á mua cũng với giá của rất là thấp nhất. Cô nói học viên được và đặc biệt mà con. Học viên đặc biệt. Em là em chỉ biết sao không, đặc biệt á là vậy nè. Đặc biệt á là có rất là nhiều thứ đặc biệt, hiểu không? Còn khi á cái đó thì mình cứ giống nhau hết đi, ai chị em cũng thương hết á. Nói chứ là rẻ quá cô dẹp tiệm sao. Đồ em là ok. Nó chất lượng mà nó rẻ vừa túi tiền. Rẻ thì không phải rẻ quá. Mà nó vừa túi tiền cho mình xài không? Chứ thực sự chai này á chị, mấy chị mua biết mua là bao nhiêu rồi. Mà em có 10 đồng chai thôi, 10 đồng một chai thôi là phone one. Em nói cái bí mật nha, chai này mấy chị làm bê mà sơn treo á, khách tới tháo có lắm. Nó last lắm, nhưng mà nó tháo khó lắm. Nhưng mà em đâu có khuyến khích, em đâu có khuyến khích là sơn đâu. Tại vì khách á sơn treo cho nó đi 2 tuần 21 ngày thì đúng nó ngâm acetone mình ok. Thì cái vấn đề á tại sao em không nói là cái này dùng bay được, sơn sướng tới khi tháo cực. Tại vì nó last quá, nó cứng. Nên tại sao là xài cái bay thường thôi, đi khách đi 2 tuần thôi, nó đi 3 tuần xong về mình đói. Cái này đi 3 tuần xong về nó đói, mình đói sao? Ừ. Cái phải ok. Tại vì nó bay mà nó fly tending nó đồ 6 tuần. Đôi lúc khách đi vacation thì người ta cũng phải chấp nhận thôi không? Nè sơn nè. Sơn đầu tiên á khi mà mình sơn nè mấy anh chị ha. Đẹp quá, màu đẹp quá. Nè màu rất là đẹp. Sơn từ cuticle đi xuống. Thấy không? Cuticle nè, không? Sơn chính giữa trước, kéo ra hẳn tới phần đầu móng nè. Lắc tay người khách qua góc bên trái, đưa cái cọ của mình đi vô sát nè, không? Kéo ra. Không. Rồi lắc qua bên tay phải, control cây cọ của mình ở trong móng. Xong rút lại một lần nữa cho mặt móng của mình, bọc nhẹ cái phần đầu móng. Mấy anh chị thấy hai bên sai ha. Là phải tới nha. Nó phải tới nha mấy anh chị ha. Rồi lắc qua, chúi tay người khách xuống nè, rút kéo ra khỏi tới đầu móng hai bên. Nè đây nè ha. Đưa cái cây cọ nè, đưa sát vô hai bên nè, control nó nằm trong nè. Rồi lắc qua bên này, đó qua bên này. Chủ nhật nào là cô cũng hay làm show hết hả cô? À, có thời gian là em làm. Em sắp xếp lịch em có là em làm. Rồi qua đây em làm một chuyện đó, em thấy chị thấy không, em cũng phải suy nghĩ đó, cái gì mới em cũng phải là kiếm cách làm cho nó mà được nhiều hiệu quả nhất mà nó nhanh nhất đó. Giờ xong nè, ấy á chay rồi, lúc nào cũng quét từ trên xuống giùm em nha, không có quét nửa giống vậy nha. Cái treo của mình á, cái đi nó không có đều ha. Khi mà mình sơn bất cứ treo gì cũng vậy, sơn lớp 1 đều, lớp 2 đều ha. Tại vì á đôi lúc có những cái màu á chị sơn lớp đều không đều á là những cái lớp sau của mình cũng không đều không, và nó còn nhìn có nó không có đẹp á. Nên là khi mà mình sơn cái gì cũng vậy, sơn lớp 1 đều, sơn mỏng thôi. Thường không có cần đi dài. Thường cô đắp bộ có mấy cái móng dài á, cô đắp cỏ 10, cô cỏ mấy em đi cỏ số 12, 14 là maximum mà. Nãy em mua cây 14 á.
Dạ. Hồi xưa là lúc mà em bắt đầu làm nail em chơi xài tới 22 lượng. 22 không mà trời ơi, sao mà bây giờ thấy cô xài mấy cái trắng. Nhưng mà hồi xưa 20 22 nhiều chị ha. Nhỏ là 18 chứ chưa thấy 16 nữa. Rồi để vô máy nè. Lấy à lấy 10 14. Lấy 14 là được chị. 14 con học. Xài á vừa tiết kiệm nước, tiết kiệm bột, tại vì bây giờ design nó nhiều, nó không phải là như hồi xưa. Ha. Vậy để ngày mai cô xuống dưới đây chạy qua làm bộ đít. Ừ, ok chị. Vậy đây nha. Tại ok ở, chị. Ở đây hay là chị trên loss. Trên loss. Tại vì hiểu qua rồi mình mới mua supply về mình học mình tập mình có. Làm y chang vậy. Trời. Tại vì sao biết không? Nó rất là dễ làm. Quan trọng biết á, mình làm sai thao tác cái là nó không có ra đẹp giống như người ta thôi, nhưng mà mình phải tập đúng không? Cái gì mình cũng phải tập hết á. Mình nói dễ là một phần, không dám móng méo. Đó, thì cái phần móng méo của mình á là tuyệt đối là mình không có dán móng méo nha. Nè, sơn lớp số 2 nè. Cũng sơn thật mỏng thôi. Tại vì em á thì lúc nào xưa tới giờ em đi 3 nước không. Em không thích đi 2 nước, tại vì đi 2 nước á mình phải gồng lắm. Đôi lúc mình có nhiều cái màu á là mình đi cho nó đi đi nhiều á nó sẽ bị dày và mất xếp, nên muốn không bị mất xếp là không có sơn dày, không? Đó. Rồi. Cái này là em xác định là em đi 3 nước là em sẽ kéo cho nó thật là mỏng thôi. Chị thấy không? Em lấy nước sơn rất là ít, vừa đủ thôi chứ em không có lấy nhiều. Em lấy nhiều như vậy là hai bên nó sẽ bị thiếu, là sẽ bị nhiều keo á. Đó, quét đều lên. Rồi, bên này cũng vậy. Em sơn vậy chị thấy không? Hạn chế tình trạng bị mất xếp không? Đầu móng nó bị đùng nữa. Nên nó cứ đi vừa đủ keo thôi, vừa đủ keo tới là được. Xong, quét ra. Rồi, hai bên vuốt thẳng ra khỏi tới phần đầu móng. Rồi, qua bên này. Mấy anh chị ơi, xe giúp Christine ha. Hôm nay thì mình làm cái móng mà gel extension rất là tỉ mỉ và chi tiết nha mấy anh chị. Thì cũng coi như là mình học online đi ha. Đẹp nó có những cái vấn đề mà nó quan trọng là trong cái line này thì Christine cũng chia sẻ rồi. Còn á, khi mà mình muốn làm cho nó khéo đó thì mình sẽ là trải nghiệm và thực tập và trải nghiệm nha. Tại vì á, mỗi cái người khách trên cái tay của mình á là nó đều khác nhau. Lúc đó là mình sẽ điều chỉnh là lấy keo cho nó vừa đủ. Rồi xong. Để nó vô máy. Để vô máy ha. Đẹp quá. Đẹp quá ha. Trời đẹp thiệt á. Màu rất là dễ thương. Hai, khỏe không cưng? Dạ, khỏe. Chứ. Khỏe không cưng? Nhớ không? Dạ, mấy bữa lên mua đồ mà đâu gặp cô đâu. Dạ. Cô đi không đi à? Ngoài dạ. Cô đi không à? Dạ. Nhiều lắm, nhiều lắm. Cô giờ nổi tiếng. Giờ mấy cái kéo này làm thấy nó chắc chắn. Giờ làm đẹp lắm, học cơ bản thôi mà về hả mà hết hồn luôn. Kéo màu bên này. Thấy quá trời màu luôn. Đẹp á. Ủa chưa tới khóc mà con. Được, cái keo này là hả 30 giây thôi tại đèn quá. Đèn nó cao lên. Trời ơi đẹp quá quý vị ơi. Hai chị Jenny Sen, em sẽ cho chị nhân viên tư vấn chị nha. Tại vì đôi lúc á xin không có nhớ giá đó thì nhân viên tư vấn cho chị nó sẽ rõ hơn. Đó. Và tư vấn cho chị cái good deal nha. Rồi. Không, màu đẹp không? Sơn nè, không ham sơn hai nước nha. Sơn dùm em ba nước đi. Tại vì á cái màu của mình nó muốn sơn đẹp là sơn ba nước, nó mỏng mà nó đều. Sơn hai nước á. Cô giáo mà này mà cô giáo mày làm nail thôi chắc chết. Em hả? Người ta. Chị ơi, người có hai cái tay thôi, chị đừng lo. Đó. Em là có hai cái tay thôi. Cô giáo mà đi làm nail là thôi khách chắc nó ghiền chết luôn. Dạ. Hồi xưa là em làm khách là khách khách book em á. Dạ khách book dễ em. Dễ làm cái gì cũng đẹp hết trơn. Dễ không? Hả? Dễ không? Không có gì. Dạ. Cô đang có cò trời cô dễ đẹp lắm. Biết rồi nhưng mà thôi cô không có giờ đâu. Thôi được rồi. Đó sơn nè cho nó đều ha. Rồi qua món này có phải là sơn ba nước nó đều mà nó mỏng không? Yeah. Thay vì mình cố gắng sơn hai nước thành ra là nó dày, nó mất xếp của mình luôn. Đó, lớp số 3 em chỉ thấy là em cũng đi rất là mỏng. Vuốt cho nó đều. Đó, xong.
thấy không, không mất xếp, không cần vuốt nữa, không cần vuốt lại nữa, nó còn không mất xếp nha. À, mấy bé ơi, cho mấy chị tư vấn chị Jenny, Jenny Sen giùm em ha, cho chị Jenny Sen cho chị Lem Sale vô giúp chị Jenny Sen tư vấn nha. Rồi xong hết thì mình sẽ sơn top coat nha mấy anh chị. Đây mình sẽ sơn top coat nha mấy anh chị. Chai top coat này rất là bóng. Top coat này rất là bóng và last long hơn tới 4 tuần, không thành vấn đề nha. Sơn tới là khách quay về không bị vàng trên cái nền trắng của mình. Không có bị vàng trên nền trắng nha. Cho nó đủ 1 phút sau đó là mình sẽ sơn top nè. Cái đèn này, đèn này nó giống như đèn kia. Thì bữa mua có đèn kia. Dạ. Yeah. Đèn này là móng dài không được. Dạ, à, còn đèn kia cái nó độ dài nó có. À đúng rồi. Cái độ dài nó có. Đúng rồi, cái đèn kia là móng dài được luôn. Rồi. Xong nè. Rất là dễ thương và rất là bóng nha mấy anh chị thấy không? Cái này là chưa, khi mà mình theo thao tác á, sơn đều, sơn mỏng, sơn từ trên xuống là bây giờ chị thấy là trên mặt móng mình không có thấy mấy cái đường nha. Hai bên sai nãy giờ em không cần vuốt cũng không mất xếp. Đó thấy không? Cái kéo một đường từ trên xuống. Đúng, kéo một đường từ trên xuống luôn. Từ trên xuống luôn nha. Em thì thích sơn treo lỏng hơn. Treo lỏng á nó không có, em không có lấy nhiều tại vì em không có thực hiện thao tác lấy nhiều. Treo lỏng thì nó dễ sơn, nó dễ kéo á. Rồi chéo mỏng thôi, hai ba lớp là nó đều rồi, kéo thẳng ra đầu móng. Thấp khốt chị thấy bây giờ là em cũng y chang hồi nãy không đó, thấp khốt thì em cũng kéo y chang từ trên xuống dưới ha. Không cần sơn dày nha. Thấp cốt là mình cũng không cần sơn dày đâu. Tại thấp cốt của mình á, nó không phải là thuộc dạng lỏng quá, không? Từ từ. Đó. Ê, hai em phải không? Em cho coi hình coi, bữa giờ chắc bận hốt lắm hả? Dạ không, em cũng làm được. Mấy bộ đi ngoài. Từ. À, thấp khốt lúc nào mình cũng phải chùi. Đúng, thấp khốt thì mình sao chùi. Mình cần, mình thấp tại mình đi mỏng mình không cần. Còn nếu mà mình nghĩ là mình đi dày thì mình cần, không? Quan trọng là mình thấy nó cần hay